Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại em đang ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một miếng đất 500m², giá khoảng 650 triệu đang bán. Mà cái vị trí rất là đẹp luôn. Thì em quay cho anh chị mình xem nha. Trước tiên là để em cho anh chị xem cái vị trí rất là tuyệt vời của mình luôn nè. Đó, anh chị xem cái nút mà xanh xanh là cái vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Thì đối diện qua là anh chị thấy là ngay cái chỗ mà trường Đại học Tiền Giang cơ sở 2 luôn. Còn ở đây là chỗ ngã tư Lương Phú nè. Đó, xa xa hơn cho anh chị nhìn nè ha. Vị trí rất là đẹp ha. Đó, từ từ thì em sẽ mở cái vị trí lên cho anh chị mình xem. Bây giờ em sẽ giới thiệu cái miếng đất trước nha. Thì miếng đất của mình là ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, gần trường Đại học Tiền Giang mới luôn. Thì miếng đất của mình tổng diện tích là 500m², bề ngang là 26m, chiều dài là 19m chứ, giá là 650 triệu nha. Thì bề ngang của miếng đất đó anh chị sẽ tính từ ở cái cây cọc ở đây nè, ranh giới nè, cây cọc ở đây nha. Chạy dài tới cây cọc ở bên này, bề ngang là 26m. Em sẽ cho anh chị xem sổ trước cho mình dễ hình dung ha. Thì đây là sổ đất của mình nè, rất là vuông vức luôn. Đường của mình đó là đường đá và đường công cộng ha. Thì bề ngang là 26m, hậu cũng 26 luôn, chiều dài là 19. Đó, rất là đẹp đẹp ha. Bây giờ em sẽ đi dẫn cho anh chị mình đi xem nè. Con đường của mình đó là đường xe máy đi vô đất nha anh chị. Ở đây là em thấy là từ lộ nhựa mà đi vô đây là khoảng trung bình là khoảng 200m á. Xung quanh thì anh chị thấy là nhà hàng xóm nè. Đó, bên này nữa rất là đông vui. Thì bề ngang là 26m sẽ tính từ ở đây nha. Chạy dài cho tới cây cọc ở bên này. Em sẽ đi qua cho anh chị xem thử. Đây. Này là bên nhà hàng xóm nè. Trong này nhà hàng xóm cũng khá là đông ha. Em thấy là đi vô sâu bên trong còn rất là nhiều ngôi nhà nữa nha. Đó, anh chị nhìn nhà hàng xóm nè. Đó. Rồi đi sâu vô bên trong nữa, nhiều lắm. Đường này thì em chưa đi. Đó, anh chị xem ha. Còn đây là cái miếng đất của mình. Đất của mình thì ở trên sổ là đất vườn cây ăn trái ha, đất vườn. Đất này thì em thấy ở trong sổ thể hiện là đất cây hàng năm. Nhưng mà cái miếng này là mình chuyển lên cây lâu năm được và mình lên thổ cư được luôn. Thì bên em là bên chủ đất là đã test quy hoạch luôn rồi nha anh chị, là bao quy hoạch luôn rồi, đất không có bị dính quy hoạch gì hết. Nếu mà anh chị lo lắng thì em có thể dẫn anh chị lên sở tài nguyên. Trước khi mà mình mua thì mình sẽ lên sở tài nguyên mình kiểm tra lại một lần nữa. Thì đất của mình là lên cây lâu năm được, lên thổ cư được. Cái giá thổ cư thì em chưa có xem. Nhưng mà ở cái vị trí như vậy nè anh chị thì thuộc về khu vực 2. Ở khu vực 2, khu vực 3 thôi. Thì giá của thổ cư là trung bình cũng khoảng tầm chừng 300 ngàn cho đến 400 ngàn một mét vuông. Có nghĩa là anh chị lên 100 mét vuông thổ cư thì trung bình là khoảng từ 30 đến 40 triệu thôi. Đó. Đất là vuông vức rất là đẹp ha anh chị. Em thấy vị trí đẹp là được cái là nó gần trường Đại học Tiền Giang á. Thì ở đây á, anh chị mình có thể mua cái miếng này để mình xây nhà mình ở, hoặc là sau này anh chị cất nhà trọ mình cho sinh viên thuê, học sinh đồ á thuê á, anh chị cũng rất là tuyệt vời ha. Đại học Tiền Giang thì phải là sinh viên mới đúng ha. Đó, anh chị xem. Em xin nhắc lại nha, miếng đất của mình nó sẽ cách trường Đại học Tiền Giang khoảng tầm chừng 200m thôi. Và đi vô là đường xe máy. Đường xe máy này là còn là đường đá nha. Thì chưa có xây rào cố định hết. Em không biết là sau này có mở rộng hay không, nhưng mà hiện tại là đường xe máy thôi. Em đường xe máy công cộng thì hình như là khoảng 1,5m á, 1,5m đến 2m. Còn ở đây là miếng đất. Miếng đất của mình là ngang 26, dài khoảng 20, giá là 650 triệu. Đất thì có sổ hồng, có giấy tờ đầy đủ hết luôn. Chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị luôn. Cái này trong đất thì có vài cây dừa vậy đó anh chị. Em nghĩ là cái miếng này nếu như mà anh chị nào mua, mình cho cô bé vô sang mặt bằng ra thì đất sẽ rất là đẹp. Còn bây giờ thì cỏ hay nhiều ha. Đó. Còn xung quanh hàng xóm nè, không gian thì giờ trong lành mát mẻ luôn. Em nghĩ là cái miếng đất này đẹp ở cái chỗ là cái vị trí.
cái vị trí. Thì bây giờ để em mở cái định vị lên cho anh chị mình xem thử cái vị trí miếng đất lại cho kỹ ha. Nè anh chị thấy nè, từ cái vị trí miếng đất của mình mà đi ra đường tỉnh lộ 878 mà bên đại học Tiền Giang cơ sở 2 á, tầm chừng 200m thôi, rất là tuyệt vời. Đó anh chị xem. Rồi để em phóng to lên tí xíu nha. Nè. À, ngay chỗ này gọi là ngã tư Lương Phú đó anh chị. Đó. À, xung quanh đây nhà rất là đông ha. Những cái nền mà gần trường Đại học Tiền Giang là em thấy là kêu giá là cũng cao. Bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình dễ hình dung hơn. Đó. Tròn tròn màu xanh là vị trí em đang đứng ha. Rồi tới ngay chỗ này là ngã thành phố Mỹ Tho nè. Đó. Thì từ đây qua thành phố Mỹ Tho cũng gần. Để em xem em khoảng bao xa ha. Từ vị trí của em mà qua thành phố Mỹ Tho là khoảng 10 phút chạy xe. Khoảng 6,2 cây số nha. Đó. Khoảng 10 phút thôi. Còn từ ở đây á, mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì khoảng khoảng 53 cây số nha. Từ vị trí của em mà về thành phố Hồ Chí Minh mà chỗ bến xe miền Tây á, là 53 cây số, chạy xe là khoảng 1 tiếng 20 phút. Anh chị nào mà đi đường cao tốc thì nó gần hơn tí xíu nè, có 59 cây thôi, khoảng 1 tiếng 10 phút. Ở đây cũng gần chợ, gần trường học nha. Ở đây mình sẽ đi chợ ở bên bên Thân Cụ Nghĩa, đi chợ Thân Cụ Nghĩa. Đây. Anh chị xem nè. Cái màu xanh xanh là vị trí của em gần trường Đại học Tiền Giang đó anh chị. Thì anh chị thấy là ngay cái chỗ mà ngã tư ở ngay chỗ này nè ha anh chị. Ngã tư Thân Cụ Nghĩa hay gì đó. Thì ở đây là có một cái chợ ở ngay chỗ này. Anh chị đi chợ là tầm chừng 5 phút thôi hà. Còn trường học á là xung quanh nó cũng gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn nha. Nè anh chị xem nè. Đây. À, nút màu đỏ đỏ là trường học đó anh chị. Em thấy là nó nở cho mình nó nổi lên ít á, chứ em thấy là khu vực đây á trung bình tầm chừng 10 phút đổ lại thôi là mình sẽ có trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3 đủ hết luôn. Rất là tuyệt vời. Chợ cũng gần nữa. Đó. Thì giá cả thì em không biết là chủ đất có bớt hay không. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà có thiện ý mà mình muốn mua thì có gì khi mà anh chị xuống em sẽ nhờ cái anh này nè, anh dẫn mình đi qua gặp trực tiếp chủ đất luôn cho anh chị mình nói chuyện ha. Để em hỏi xem đường này có thông không nha. Anh ơi, đường này có thông không? Thông luôn á hả? Ghê vậy. Đường thông luôn nha anh chị. Đường thông là tuyệt vời luôn á. Tại vì em thấy là bên trong nhà còn nhiều quá. Để em đi vô thử ha. Tại vì cái đường này em cũng chỉ mới đi thôi. Nhưng mà đường, nếu mà là đường thông mà nhà dân nhiều á, là cái cơ hội mà mở đường thì cũng cũng có khả năng ha. Nhưng mà nó còn xa vời nha anh chị. Tại vì ở quê chỗ nào mở đường á, thì người ta sẽ cắm bảng thôi. Em đang đi vô ngược vô bên trong á nha. Tại vì mới vừa nghe cái anh dẫn em đi nói là đường này là đường thông. Hồi nãy á, em mới vừa quay cho anh chị cái miếng bên này. Thì em mới nghe nói là cái miếng bên này cũng đang bán luôn. Thì sẵn như vậy em quay cho anh chị mình xem luôn ha. Thì cái vị trí em đang đứng á, là gần trường Đại học Tiền Giang nha anh chị. Một lát á, em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Cái miếng bên này á, thì bề ngang là 34m. Bề ngang 34m nha. Sẽ tính từ cái cọc bên này nè anh chị, chạy dài xuống vô bên trong. Nói chung là bề ngang là khoảng 34m. Rồi từ ở đây nè anh chị, chạy dài xuống dưới là 19m. Ngang là 34, dài là 19m ha. Thì 19m sẽ đây nè, em chỉ cho anh chị xem. Từ ở vị trí mà đường đi ở đây nè anh chị, chạy dài xuống ngay chỗ mà mấy cây chuối ở dưới này nè. Đó. Đây chỗ mấy cây dừa, chỗ cây dừa ở đây nè anh chị, đó là ngang là 19m, ở bên dài 19m. Thì em xin nhắc lại nha, cái miếng đất ở đây á là ngang là 34m. Dài xuống là 19m. Đất này là đất cây hàng năm, mình chuyển lên cây lâu năm và chuyển lên thổ cư được. Chủ kêu giá là 750 triệu. Thì trong đó thì đất có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha. Khi nào anh chị mua thì chủ ra công chứng thôi. Anh chị muốn mua đặt cọc rồi hẹn vài ngày ra công chứng cũng được. Nếu không thì
mình ra công chứng liền cũng được nha. Đất đã có giấy tờ, đã có sổ hồng sẵn luôn. Đây là cái không gian xung quanh nè anh chị. Đó. Đây. Đối diện bên nhà hàng xóm có một cái mương. Nhìn không gian nó rất là mát mẻ và trong lành ha. Gió rất là mát, tuyệt vời luôn. Thì để em mở định vị ra cho anh chị mình xem cái vị trí cái miếng đất nha. Nè. Thì anh chị thấy là cái nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Cái đường màu vàng là đường tỉnh lộ ha, và đường quốc lộ. Thì đối diện qua là trường Đại học Tiền Giang cơ sở 2 luôn đó anh chị. Đó, rất là tuyệt vời ha. Ở đây sẽ gần chợ, gần trường học và gần ủy ban nha. Thì trung bình đó anh chị đi khoảng tầm chừng 5 đến 10 phút thôi là mình sẽ tới chợ nè. Rồi trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi trường Đại học Tiền Giang luôn. Đại học Tiền Giang thì anh chị thấy là cách đất mình tầm chừng 200m thôi. Thì từ ở đây á, anh chị đi ra ngoài lộ rồi nè, hoặc là anh chị xem nè, cái chỗ màu xanh xanh mà đi qua cái chỗ mà anh chị thấy quyện lộ 32 á, thì ở cái vị trí ngay đó là có cái chợ sát bên ha anh chị, rất là gần. Thì một cái miếng đất như vậy á, anh chị mua mình có thể xây nhà trọ, mình cho thuê cũng được, tại vì ở đây rất là gần cái trường đại học ha. Đó. Đất của mình sẽ nằm ở hướng này là hướng Tây nha anh chị. Đây. Đất của mình nằm ở hướng Tây nha. Đó, đất ở hướng Tây. Rồi thì nói chung là hai miếng cũng gần nhau. Anh chị nào thích miếng nào thì anh chị alo em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem.